Em đã quen chưa? Bây giờ em quen rồi. Hay là để em dắt nó đi chơi một vòng được không anh? Được, nhưng mà cẩn thận nha. Em biết rồi. Đi. Anh thấy đi, có đi, vẻ đi. Như nó quen em rồi đó. Dạ. Đi thôi. Cẩn thận nha. Cảnh Tinh, bị tôi kêu đúng tên rồi phải không? Đúng tên gì chứ? Không hiểu hả? Vậy thì từ từ để tôi nói cho anh hiểu. Xin lỗi cô, tôi còn bạn ở ngoài kia, tôi không có rảnh để dẫn với cô. Ờ ha, đúng là anh có bạn thiệt. Nhưng mà không biết anh có thời gian cho cái này không ta? Ở đâu mà cô có tấm hình này? Bây giờ thì anh có thời gian chưa? Cô muốn cái gì? Nhìn vẻ mặt và cách nói chuyện của anh, hình như là anh không nhận ra tôi, người quen cũ. Trí nhớ của anh cũng tồi thiệt đó. Muốn cái gì hả? Mày không biết mày đang chọc giận ai đâu. Hôn hồn thì thả tao ra ngay đi. Trong một đêm mà cô em hù dọa bạn tôi 2 lần, hù dọa đạch mặt á, biết không? Biết không? Mày muốn cái gì? À, bây giờ thì tôi nhận ra cô rồi. Cô vẫn thích chọc phá người khác à? Hôm trước tôi đã hâm rạch mặt cô, vậy mà cô vẫn chưa sợ hả? Tôi biết chắc chắn là anh sẽ không làm vậy đâu. Cô đừng tự tin quá. Cái đó không phải gọi là tự tin, mà là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng thôi. Tôi biết anh là người tốt, lại rất là quân tử. Bởi vậy anh sẽ không ra tay với một cô gái chân yếu tay mềm như tôi đâu. Bây giờ cô định dùng tấm hình để uy hiếp tôi à? Cô muốn cái gì? Không hề. Tôi đâu có uy hiếp anh. Vì tôi biết tôi có làm như vậy cũng không có tác dụng gì. Vậy nói tóm lại cô muốn cái gì đây? Thiệt ra là tôi thấy giữa tôi và anh có một chút hiểu lầm thôi. Tôi muốn giải thích với anh. Tôi không phải là người có tâm địa độc ác xấu xa đâu. Hôm đó thiệt tình là tôi không cố tình muốn rạch mặt chị Tuyết đâu. Chẳng qua là tôi muốn hăm dọa chị ta, để chị ta đừng quyến rũ ba tôi nữa thôi. Từ khi má tôi mất tới giờ, tôi không bao giờ muốn chia sẻ ba tôi với người khác. Trước đen không xấu như cô nghĩ đâu. Lúc trước tôi không biết, bây giờ nghe nói tôi mới biết đó. Khi mà nghe mọi người nói là ba thường trồng cây si chị Tuyết Đen ở vũ trường, tôi đã nổi giận tanh bành ở vũ trường. Tôi không thể nào kiềm chế được. Cũng may là có anh. Cảm ơn. Trở lại với tấm hình này, ở đâu mà cô có? Tấm hình hả? Hùng què cho tôi đó. Cái gì? Hùng què? Đúng. Không những anh ta đưa cho tôi mà anh ta còn kể cho tôi nghe về cái chuyện ân oán của 2 người. À, kể cái chuyện mà anh làm cho anh ta bị gãy chân nữa. Rất tiếc, đó là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Tôi không hề có ý định làm cho hắn phải tàn phế suốt đời. Anh Hùng không có dối bạn. Sao? Hùng què muốn cái gì? Thực ra là không phải là Hùng què muốn, mà là em muốn. Em muốn nhân đây cảm ơn anh, với lại mời anh tới nhà em chơi, sẵn cho bay biết mặt anh luôn, được không? Cái chuyện xảy ra hôm trước, xin lỗi, tôi đã quên rồi, cho nên là cô không cần phải xin lỗi tôi. Còn cái chuyện mà đến nhà cô chơi thì xin lỗi nghe, tôi không rảnh.
Xin lỗi nghe. Bà đúng là có mắt nhìn người. Có phải cô tìm cái này không? Cảm ơn anh. Mén. Anh Giang ơi, em tối rồi nè. Anh Giang ơi. Tưởng nói chơi thôi, mà ai ngờ dám cả gan tới đây một mình hả? Xem ra mày với Giang cũng yêu nhau dữ lắm rồi đó. Anh đừng có nói bậy, em còn nhỏ có yêu đương gì đâu. Anh giấu anh Giang ở đâu vậy? Thả anh ra đi. Sao anh cười? Tao cười vì mày ngu quá. Mày để mắt lừa như một con heo vậy đó. Ủa, nói vậy là anh không có bắt đại ca Giang của em hả? Thằng Giang á, mà nó dễ bắt thì bây giờ tao làm đại ca rồi. Còn cái địa bàn của nó nằm trong tay tao hết rồi. Sao mày ngu quá vậy? Tại vì hồi chiều anh Kỵ nói với em á, là anh biểu em tới đây. Em mà không tới là anh quýnh gãy giò anh Giang. Tao không nói vậy thì mày có đến đây không? Nói vậy là anh dụ em hả? Đã đến đây rồi, làm sao mà đi dễ vậy được? À mà làm bậy tôi la lên đó. Tao thách mày la đó. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Nằm yên. Thả tôi ra. Buông ra. Có ai không? Cứu tôi với. Mày đứng đó. Mày lại đây, tao cứu cổ nó bây giờ. Mày đừng làm bậy, thả con mén ra. Hai tụi bay cũng nghĩa nặng, tình sầu quá ha. Mày muốn tao thả con mén ra chứ gì? Được thôi, buông tay xuống, đứng quanh kia. Mày nghe không? Buông tay xuống, đứng quanh kia. Mày lượm cọng dây sau lưng mày lên. Nhanh lên, lượm lên. Mày muốn nó đứt cổ không? Ra đây. Đưa cho con mén. Đưa cho nó. Mày cột tay nó lại. Cột tay nó lại cho tao. Không. Anh muốn cho mấy dao cũng được, tôi không cột đâu. À mày ngon. Nghe lời nó đi, cột anh lại mau lên. Mày nghe chưa? Cột lại. Lại. Cột lại, lại lên. Siết chặt vô. Chặt rồi nè. Nhanh lên. Lẹ lên nha. Làm cái gì lâu vậy? Tự tự. Rồi. Xong rồi, qua đây. Qua đây. Giờ mày cột nó dính vô cây cột này, nghe chưa? Cột đi. Cột cho đàng hoàng đó. Đàng hoàng là thằng Giang của mày nó đứt cổ nghe chưa? Cột lại lên.
Siết cho chặt vô đó. Xong chưa? Xong rồi. Người ta nói á, anh hùng khó hoại mỹ nhân. Quả là không sai. Đường đường là một đại ca giang như vậy nè, mà phải thất thủ trước một đứa con gái. Mày thấy mày nhục chưa? Mày nói á, mày với nó chưa làm gì đúng không? Vậy thì hôm nay á, mày phải hối hận đi, bởi vì nó là của tao rồi. Buông tôi ra, thả tôi ra đi. Buông tôi ra, anh Giang ơi, cứu anh ơi. Anh Giang ơi, buông tôi ra. Cứu bây giờ, anh Giang ơi. Buông tôi ra, anh Giang ơi. Anh Giang ơi. Chạy, nghe lên em. Đi. Đại ca Hùng, đúng là đại ca Hùng thật sao? Anh ấy đã nhận ra mình rồi. Không biết phải làm sao đây. Đại ca, em thấy bên kia có một thằng đáng ngờ lắm. Em nghi nó là cá chìm theo dõi mình. Bây giờ tính sao? Ai? Bên trái, thằng Âu đen. Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường, nhưng mà cứ tạm ngưng giao dịch đã, để tôi theo dõi nó. Dạ. Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt đẹp theo đúng kế hoạch. Bây giờ mà để chuyện gì xảy ra thì coi như bao nhiêu công trình đổ sông đổ biển hết. Chuyện gì không? Hình như có một đồng nghiệp muốn tự phá án một mình. Ở phía sau. Chào anh. Chào em. Em tên gì? Dạ em tên Mỹ Lan. À. Anh ơi em nghe nè, em kêu thằng Tùng xẹo ra đây gấp cho anh. Nhanh lên. Dạ. Nhanh lên. Vô đi anh. Mời em. Mày đưa thuốc tao đi. Tao tới cơn rồi, tao chịu hết nổi mày biết không. Nhanh lên. Cái gì? Đi vô. Đi vệ sinh chút. Vô. Vô đi. Mày à mày, tao nói mày bao nhiêu lần rồi, không được đến chỗ này tìm. Nghe chưa? Tôi nói tôi biết rồi, nhưng mà bây giờ ông không thấy tôi đang lên cơn nghiện hả? Bây giờ có thuốc thì đưa liền đi, nhanh lên. Sao mày không điện thoại cho tao? Đi tới chỗ mà nó kín đáo hơn.
May tại chỗ này anh Hùng mà biết á là chết hết cả lũ đó. Đúng là đồ ngu. Không có sao đâu, mệt quá. Lần sau tôi không vậy nữa đâu. Bây giờ bán cho tôi 2 liều đi. Tiền đây. Nè, đó, còn nhiêu lấy hết. Có bao nhiêu mà lấy cái gì? Thì ông lấy đỡ đi, tôi đang cần gấp mà. Nhanh lên. Lần sau đưa thêm nữa nghe mày. Mày muốn gì? Tại sao mày chọc phá bạn gái của tao hả? Anh làm rồi. Tôi không có chọc phá bạn gái của anh. Không nhớ trò hả? Nè, trời, tôi không có mà. Trời nè, có chuyện gì vậy? Không phải chuyện của mày. Đi đi, lo giải quyết chuyện của mày đi. Nhanh. Nè, có chuyện gì vậy? Thằng này chọc phá bạn gái của tôi. Tôi không có. Mày còn nói là không có nữa hả? Bạn gái tao làm chứng, mày còn dám chối không? Không được gây rối mất trật tự. Mời các anh theo tôi về phường giải quyết. Mời hai anh. Chuyện gì? Tại sao các anh lại đánh nhau? Ai biểu? Anh đi chọc ghẹo bạn gái tôi làm chi? Không có. Tại cô ta chủ động tới làm quen, nói chuyện trước với tôi. Nè, anh nói cái gì vậy hả? Rõ ràng á, anh gạ gẫm tôi, còn rủ tôi đi khách sạn nữa, còn nói vậy nữa. Thôi, hả? Chuyện này... Thôi, không có chuyện này chuyện nọ gì hết. Thấy chưa, mọi chuyện rõ ràng. Bạn gái của tôi còn làm chứng nữa. Anh đi chọc ghẹo bạn gái tôi không đánh anh mới là lạ. Chắc có chuyện hiểu lầm gì rồi. Thôi được rồi, anh và chị có thể ra về. Còn riêng anh này, ở lại đây tiếp tục điều tra làm sáng tỏ mọi việc. Được, về thì về. Nhưng tôi nói trước đó nghe, tôi không muốn thấy anh lãng vãng ở cái vũ trường đó nữa. Tôi mà thấy mặt á thì không có tha đâu đó. Đi về em. Chuyện này là sao? Mình suýt tóm được bằng chứng và bắt tại trận. Không ngờ tên khốn này lại xuất hiện, làm rối tung mọi chuyện lên. Nhưng mà cô ta nói cậu dẫn cô ta vô khách sạn mà. Tại vì là cô ta chủ động làm quen với tôi. Có lẽ hắn đã biết cậu là cá chìm, cho nên mới tìm cách giải dây cho đồng bọn. Uổng còn bao nhiêu ngày mai phục theo dõi, cuối cùng lại đổ sông đổ biển hết. Xem tí nữa thì bọn họ bắt được quả tang, phá được vụ án lớn. Ai dè bị tụi mình phá đám như vậy. Chắc chắn là đêm nay họ sẽ không ngủ ngon đâu. Đành rằng truy bắt tội phạm và diệt trừ kẻ gian là trách nhiệm của một công an. Nhưng mà nhiệt tình quá đáng, vượt qua phận sự của mình, đôi khi là phá hoại, là hy sinh một cách vô ích. Ừ, nghe cũng đúng. Tuổi trẻ bồng bột mà, suýt chút nữa là phá hỏng chuyên án của tụi mình. Nè, đừng có nói người khác, hãy tự xem lại mình đi. Lúc trước á, ai đã từng tự cao nông nổi đi vào hang cọp để mà bắt cảnh tinh? Trời ơi, sao chị nhớ dai quá vậy? Ngày hôm nay tôi mới lập công nè, sao không thấy chị khen tôi tiếng nào hết. Nhưng mà phải công nhận nha, chị giỏi thiệt đó. Thoát một cái chị đã nghĩ ra được cách đối phó rồi. Nếu như hôm nay không có tôi á, chắc hẳn là anh sẽ bước tới chỗ anh ta, rút thẻ ngành ra rồi tự giới thiệu về mình, và sau đó nói tất cả kế hoạch của mình cho anh ta biết, đúng không? Nè, đừng có xem thường đàn em vậy chứ. Đồng ý là tôi non kinh nghiệm thiệt, nhưng mà tôi cũng đâu đến nỗi ngu là đi tiết lộ thân phận của mình. Việc hôm nay á là ngoài ý muốn thôi, nhưng mà vô tình á đã giúp chúng ta tiến thêm một bước vào lòng tin của bọn chúng. Nói thẳng ra thì bọn họ cũng có công lao chút đỉnh chứ bộ. Mà thôi đi, trăng thanh gió mát như vậy, mình đừng có nói chuyện công việc nữa. Mình nói chuyện gì hữu tình chút đi. Chuyện hữu tình? Ừ, được thôi. Để xem. À, hả? Tôi đã nghĩ ra cách để mà tiếp cận ông Trùm rồi. Trời ơi, chuyện hữu tình của chị đó hả? Chào sếp. Chuyện gì ồn ào vậy? Dạ thưa chú, xem chút thì cháu có được bằng chứng vũ trường đêm dài bắt hàng trắng. Đây là nhiệm vụ của các cậu à?
Dạ không phải, nhưng mà tụi cháu... Lập tức ngưng lại. Chuyện này đã có ban chuyên án, người ta sẽ giải quyết. Lo tập trung làm chuyên môn của mình đi. Nhưng cháu đã phát hiện. Không phát hiện gì hết. Tôi nói không là không, rõ chưa? Dạ rõ. Dạ rõ. Ừ. Chuyện tao biểu, mày làm tới đâu rồi? Dạ đúng theo lời đại ca dạy, em đã từng bước dẫn dụ Hưng Bư đến với nàng tiên nâu Kiều Diễm. Từ những liều cho không, nó phải bỏ tiền ra mua mà hút. Tốt. Có một điều em không thể ngờ, thằng này coi vậy mà nó khá là nhiều tiền đó đại ca. Tao không quan tâm đến việc mày kiếm được bao nhiêu tiền từ khi bán thuốc cho nó. Tao chỉ quan tâm tới bao giờ mày mới có thể hoàn thành cái việc khống chế được nó. Dạ em đã khống chế được nó rồi. Bảo đảm với đại ca, chỉ cần có thuốc, đại ca sai nó về giết má của nó cũng còn được. Được lắm. Coi như mày không phụ công, tao tin tưởng mày. Cảm ơn đại ca. Còn về phía thằng tí chuột, có động tĩnh gì không? Dạ không, vẫn ăn binh bất động. Riêng thằng Đăng vừa lập công to, đại ca đúng là có mắt nhìn người. Thằng này coi vậy mà khá đó. Không có nó thì đêm qua mình đã bị công an lục tung cái vũ trường rồi đại ca. Mày có biết chuyện này mày đã kể hơn 4 lần không? Dạ xin lỗi đại ca, em quên. Có việc gì đó con? Dạ. Con có việc gì muốn nói với ba hả? Con có chút chuyện muốn thưa với ba. Nhưng mà thôi, để ba thiền xong rồi con nói cũng được. Không sao, ba vừa thiền vừa nghe con nói chuyện cũng được. Xưa này con chưa nghe ai nói là có thể vừa thiền vừa nói chuyện được đó ba. Vì đó là những người tầm thường, còn ba là người đặc biệt. Dĩ nhiên phải khác chứ. Ba không chỉ vừa thiền mà vừa thiền vừa nói chuyện, vừa xem tivi cũng được. Con biết ba của con là nhất thiên hạ rồi. Hôm nay con vô đây là để thưa với ba về chuyện tên cướp Cảnh Tinh. Ba, quả là anh Hùng không nói dối chúng ta. Hắn chính là người đã làm cho anh Hùng bị tàn phế suốt đời. Một thân một mình có thể làm nên một huyền thoại tên cướp Cảnh Tinh, quả là không đơn giản chút nào. Nếu mà thu được về dưới trướng của mình thì khác nào hổ thêm dây thêm cánh. Lúc trước anh Hùng có nói với con là tên cướp Cảnh Tinh này không chỉ bướng mà còn rất cố chấp. Lúc đầu thì con không tin lắm, nhưng mà bây giờ tiếp xúc thì thấy quả đúng như vậy thiệt. Cho nên con nghĩ cái chuyện mà thu hắn về dưới trướng không dễ đâu ba. Chuyện khó bằng trời, nhưng ba tin con gái của ba sẽ có cách. Nể tình ba nói câu này, con nhất định sẽ thu phục hắn về đây cho ba. Cho ba hay là cho con đây? Ba này kỳ cục quá. Tôi đưa người đến nhận dạng tử thi. Dạ. Có nhận ra không? Dạ, con nhận ra. Hắn chính là Tam Lú, kẻ giao dịch buôn bán ma túy hôm trước. Tốt. Đã có kết quả nguyên nhân tử vong chưa? Dạ, theo xét nghiệm cho thấy nạn nhân bị tra tấn dã man trước khi chết,
Nguyên nhân chết là do chấn thương nội tạng, trong đó gan và lách là bị tổn thương nhiều nhất. Bọn này độc ác tàn nhẫn thật. Tốt lắm. Bây giờ đã nhận dạng được nạn nhân, nguyên nhân cũng có thể suy đoán được phần nào. Hai đứa hãy trở về vị trí của mình, phần còn lại ban chuyên án sẽ tiếp tục điều tra. Dạ rõ. Chúng ta đi. Dạ. Dạ. Xin phép đồng chí, tôi hỏi bác sĩ vài câu. Phiền anh nhắc lại tình trạng bệnh nhân trước khi chết. Chuyện hôm trước hai đứa làm khá lắm. Chú đã chỉ đạo hai công an trẻ ham lập công đó không tiếp cận mục tiêu, tránh bước dây động rừng. Hai đứa có thể yên tâm hoạt động được rồi. Dạ, báo cáo chú. Còn cá lớn sắp cắn câu, xin phép chú cho tụi cháu triển khai phương án 2 ạ. Chấp nhận, nhưng phải cảnh giác cao độ hơn. Tên này không dễ đối phó đâu. Dạ, chú cứ yên tâm, tụi cháu sẽ cố gắng cẩn thận mà. Ờ, cố gắng lên. Xong vụ án này, chú sẽ khao hai cháu một bữa xứng đáng. Chú hứa nghe chú. Ừ. Dạ, thôi dạ. Mình về chú. Nè, năm hết Tết đến, công ty của ông tổng kết chưa vậy? Năm nay làm ăn lời lỗ ra sao? Công nhân được thưởng khá không vậy? Nhờ trời, năm nay làm ăn đỡ hơn năm trước. Cho nên là công nhân cũng phấn khởi lắm. À, còn ông thì sao? Thì thiên hạ gần Tết rồi, nên mua nhà bán nhà cũng nhiều, nên thu nhập cũng dồi dào hơn trước. Nhưng mà tôi cảm thấy không hứng khởi chút nào hết. Ủa, sao vậy? Làm ăn có lời mà thấy không phấn khởi là sao? Ê, hay là bây giờ bắt đầu cảm thấy cô đơn, muốn vợ rồi phải không? Nè, bây giờ nghe lời tôi, lấy cô trợ lý đi. Chứ tôi thấy cô ta có vẻ quan tâm đến cậu lắm á. Phải phải, năm tới đến rồi, cứ vợ đi. Nhưng mà cái chiêu này á, xưa lắm rồi. Hai ông muốn loại tôi ra khỏi cuộc chơi hả? Đừng có mơ. Trời ơi, ông đừng có nghĩ xấu cho bạn bè vậy. Tại vì hồi nãy tôi mới nghe ông than là ông làm có tiền mà không có vui, thì tôi mới giới thiệu cho ông lấy vợ đó. Phải rồi, rất mâu thuẫn. Chẳng ai làm ra tiền mà thấy buồn chán hết. Đúng. Ông là hơi lạ đó. Từ lúc còn là đứa bé bụi đời, mình đã từng có một ước mơ. Mọi người nghe đây, tôi, Thiên Tân, đại luật sư tuyên bố trước tòa, bảo vệ công lý tới cùng. Hoan hô đại luật sư. Hoan hô đại luật sư. Đại luật sư hay quá. Lạng nhách. Chuyện này ai mà không biết. Nhưng mà nó có liên quan gì tới cái nỗi buồn mà dư tiền của ông đâu. Tôi làm luật sư chính thức hơn 2 năm rồi, vậy mà suốt ngày cứ cãi mấy vụ ly hôn, rồi tranh chấp đất đai, ủy quyền thừa kế. Cứ kiểu này biết bao giờ mình mới trở thành đại luật sư đây. Tôi muốn cãi một vụ quanh quanh liệt liệt giữa tòa, rồi tên tôi sẽ được giật tích trên các tờ báo lớn. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cãi ly hôn còn chưa xong, chưa gì hết trơn mà đã nghĩ đến chuyện nổi tiếng. Nhưng mà không hiểu sao mình có ý nghĩ này trong đầu. Một ngày nào đó mình sẽ trở thành một đại luật sư và cải thắng một vụ án lớn, làm chấn động cả dư luận. Cứ để nó mơ đi, biết đâu có ngày thành sự thật rồi sao. Cũng như lúc đầu tụi mình là trẻ bụi đời, tụi mình cũng đã từng ước mơ mà. Đó, bây giờ lớn hết rồi, ước mơ thành sự thật hết rồi. Đúng. Nhiều khi sống trong hạnh phúc mà lại thấy buồn. Phải chi đại ca còn sống mà thấy tụi mình như thế này chắc sẽ vui lắm. Nếu mà đại ca còn sống á, chắc là tôi sẽ mời đại ca về ở với tôi luôn. Nhà của ông nhỏ như cái lỗ mũi vậy đó, đại ca sao ở được. Đại ca phải qua ở với tôi nè, nhà tôi lớn. Nhà ông tuy là bự như vậy nhưng mà ông mắc cái tật nó nhiều. Đại ca thì trọng tính, chắc chắn sẽ không ở đâu. Phải ở với tôi nè. Chưa chắc à. Sao không chắc? Bây giờ các ông nghĩ đi, tụi mình mua được nhà đúng không? Ủa, ông lại đại ca không mua được nhà,
Nhiều khi á, nhà của đại ca còn bự hơn là nhà của tụi mình nữa đó. Anh nói vậy phải không Sĩ Phương? Hả? Mấy anh nói cái gì? Em nghe không rõ. Trời ơi Sĩ Phương, bữa nay em bị gì vậy? Hay là tâm trạng em bị cái gì? Em có sao không? Có khỏe không? Ờ không. Hay là em không thích nghe mấy anh nói xàm? Không phải, em rất thích nghe mấy anh nói chuyện mà. Chỉ là em đang lo lắng chút thôi. Em lo lắng cái gì? Kể cho anh nghe đi. Chuyện là... Có phải cô tìm cái này không? Cảm ơn anh. Mẹ! Em nói em gặp đại ca Hùng. Thật? Không thể nào như vậy được. Mười mấy năm rồi, nhiều thay đổi lắm. Chắc là em nhận lầm người thôi. Em không có lầm. Rõ ràng lúc đó em còn nghe đại ca Hùng kêu tên mén của em ra nữa mà. Nhưng mà đại ca Hùng thì đã sao? Mọi người làm gì hốt hoảng lên dữ vậy? Biết đâu bây giờ anh ấy cũng đã trở thành một người tốt như tụi mình thì sao? Ừ, ông Quy nói cũng phải đó. Thôi tụi mình bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Nhưng mà không hiểu sao từ lúc em gặp đại ca Hùng trở về, lòng em nó cứ bứt rứt không yên. Em có linh tính giống như là có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Không phải linh tính gì đâu. Chẳng qua là em bị ám ảnh bởi những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ mà thôi. Không chỉ riêng gì em đâu, ngay cả anh đây nè, bây giờ nhắc đến đại ca Hùng á, anh còn rùng mình sởn tóc nữa đó. Đại ca Hùng á vốn tính tình độc ác, không giống như chúng ta. Mọi người còn nhớ không, hồi đó mỗi lần đi học mà ngang qua chỗ của anh Hùng á. Mén ơi, xong chưa? Dạ, đợi em xíu em ra liền. Trễ giờ học rồi đó, lẹ lên đi. Chữ tao đẹp không mày? Thì ghê. Chữ tao vậy mà ghê. Nó ra kìa. Làm gì lâu vậy? Em phải chuẩn bị bài chứ. Đố tụi bài biết quách cho anh em là gì? Với ẹ là chiếc nem bị quách, giống như quần jean bị quách chứ gì. À, không đúng. À, em biết rồi, có phải là cây quạt không? Không đúng luôn. À, tao biết rồi, mày nói nhảm phải không? Trả lời cái gì cũng không đúng. Vậy quách cho anh em là cái gì? Ai nói mày, tao đố tụi bậy. Quách cho anh em á là tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt nghĩa là bạn tên là gì. Mày sợ quá, biết tiếng Anh tiếng Tây gì đâu mà đố. Ai nói mày không biết, chị Oanh dạy cho tao á, chị còn dạy cách trả lời luôn. Vậy mày trả lời tao nghe coi. My name is Khai Hung. Khai Hung? Khai Hung là gì? Qua tiếng Anh nó đổi gì tùm lum lá đó. Không hiểu hả? Khai Hung có nghĩa là Khải Hưng. Người nước ngoài, nói tiếng đâu bỏ vô đâu. Ờ đúng rồi. Ê, vậy tao là My name is Thiên Tai hả? À, còn em là My name is Man. Mắc cười quá ạ. Bởi vậy, tên của mấy người xấu lắm. Tên thiệt của tôi là gì? Kim Huy. Đổi sang tiếng Anh là... Cái gì mày? Mày nói gì mai gì? My name. Ờ, My name Kim Huy, thấy không? Kim Huy nó cũng vậy thôi, đâu đổi đâu. Đúng rồi. Hay thiệt đó. Mai mốt nha, tụi mình có con, đặt tên đừng bỏ dấu. Khùng. Tao cho tụi mày biết một tin động trời hơn nữa. Tin gì? Tin gì? Thì chị Oanh là bồ của anh Tuấn công an đó. Trời. Trời. Thiệt hả? Thiệt không? Thiệt. Bộ không thấy chị lúc nào cũng đi chung với anh Tuấn hết hả? Ờ ha. Ờ. Thôi thôi, trễ giờ rồi, mình đi học đi mấy anh. Thôi mình đi học. Ờ, đi. À, đi. Dừng lại. Cái gì kỳ vậy? Tụi tôi đi học mà. Không có đi học gì hết. Đây là đường của tụi tao. Đứa nào muốn đi qua phải đưa tao 3.000. Tụi tao không có tiền. Với lại tụi tao ra khu phố học. Tụi bay dám chặn đường hả? Tao mấy anh Tuấn công an đó. Ừ đúng rồi. Chị Oanh kia tụi bay đi học chung á.
Ba cái chữ đó không có gì hay ho hết á. Tụi tao không cho mày học. Mày không học kệ mày chứ. Mày không học thì mày né ra. Cho tao đi học. Không tránh rớt là sao? Kệ tụi nó đi, mình đi. Làm gì vậy? Đứng lại, đứng ra coi. Nó nghe không? Ai cho mày đi? Chuyện gì đó? Chuyện gì mà ông sợ vậy? Dạ anh Hùng, tụi em đi học mà hai người này không cho đi, còn bắt nộp tiền nữa. Ủa ngộ quá. Đường này là của tụi tao mà. Muốn qua thì móc tiền ra. Nhưng mà tụi em có tiền anh ơi. Không tiền. Không có tiền mà đòi qua đường của tụi tao. Bây giờ vậy nha, tao chỉ cho tụi bay một cách. Cách gì? Đưa đây. Anh làm gì vậy? Mày học á? Sao anh tập của tụi em? Mày học á? Học đi. Tập của tụi em mà anh làm gì kỳ vậy? Bội đời mà mày đặt đi học hả? Tụi bay học để làm cái gì? Học để làm bác sĩ hả? Kỹ sư đúng không? Hay là muốn làm giám đốc? Học đi. Thôi mấy đứa nín đi, đừng có khóc nữa. Nín đi mén. Chị ơi, tập của tụi em bị anh Hùng xé hết rồi, học gì nữa chị? Như vậy nghe, chút xíu nữa chị sẽ cho mỗi đứa một cuốn tập mới, chịu không? Nín đi đừng có khóc nữa. Nhưng mà tập tụi em chép trong đó mất hết rồi, còn gì đâu mà học nữa. Như vậy đi, một chút xíu nữa chị sẽ nhờ mấy bạn trong lớp chép bài phụ mấy đứa, chịu không? Dạ chịu. Nín đi đừng có khóc nữa. Hay là mấy đứa muốn chị cho mỗi đứa một cục kẹo? Dạ thôi, tụi em cũng không cần kẹo đâu. Tụi em chỉ sợ ngày mai anh Hùng sẽ vỡ của tụi em nữa. Mà cái anh Hùng nó kỳ thiệt á, không chịu đi học thì thôi, còn cấm tụi em đi học nữa. Chị nghĩ ra rồi, chị tính vậy nè. Một chút xíu nữa học xong á, các em có để tập ở đây cho chị giữ. Rồi ngày mai đi học á, mình đi tay không, đâu có đâu mà Hùng xé, đúng không? Ha, vậy mà tụi em nghĩ không có ra. Chị Quỳnh giỏi thiệt á. Nhưng để tập đây rồi về sao mà tụi em học được? Thì sáng mai á, chị sẽ nói lại anh Tuấn đem sách xuống cho mấy đứa, rồi mấy đứa cùng nhau học chung, chịu không? Dạ. Dạ chịu. Bây giờ chị giải quyết như vậy được rồi ha. Không có được buồn nữa nha. Dạ. Thôi chị em mới vô. Dạ, thưa chị, dạ, em mới chị. Vô. Rồi mấy đứa vô chỗ ngồi đi. Dạ. Dạ. Vậy là bây giờ lớp mình đầy đủ rồi ha. Giờ mình bắt đầu cho bài học nha. Dạ. 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 Xuống đây nè. Trước khi đi vào bài mới thì chị sẽ kiểm tra bài cũ của mấy đứa. Mấy đứa nhớ hôm rồi chúng ta học bài gì không? Dạ nhớ. Bài gì? Cải cổng trường em. Giỏi lắm. Như vậy bây giờ có ai xung phong đọc bài trước không? Dạ em. Rồi Khải Hưng. Dạ thưa chị em đọc. Dạ cái trống trường em mùa hè cũng nghỉ suốt 3 tháng liền trống nằm ngẫm nghỉ. Giỏi lắm. Cho bạn một tràng pháo tay nào các em. Rồi tiếp theo mời Mét. Dạ thưa chị, buồn không hả trống? Trong những ngày hè bọn mình đi vắng chỉ còn tiếng ve. Rồi giỏi lắm. Bạn nào tiếp theo đây? Chị Quân chị có sao không? Chị không sao đâu, mấy đứa bình tĩnh đi. Cho em coi đi. Trời ơi, chảy máu nhiều lắm luôn á. Trời ơi, chị không sao đâu. Nhiều quá giờ sao? Có chuyện gì mà mấy chị em lăn xăng vậy? Anh Tuấn. Hồi nãy có thằng nào á chọi đá chị Quân đó anh Tuấn. Dạ đúng rồi. Quân, em có sao không vậy? Dạ không. Dạ không sao đâu anh, chắc là chỉ bị xước ngoài da thôi. Không có đâu anh, chảy máu nhiều lắm á. Vậy đúng rồi, chảy máu nhiều lắm đó anh Tuấn. Đúng, để anh coi. Nè. Cũng khá sâu đó. Không đi không được. Phải đưa qua trạm y tế, nhờ người ta băng lại. Đúng rồi chị. Anh Tuấn, ở đây có ghi sẵn nè. Anh Tuấn, anh biết thằng nào chọi không? Thằng Sung á, lúc mà nó vừa chọi chị Quỳnh, các em chạy ra, em thấy nó chạy về hướng này nè. Mấy đứa này thật là hư mà. Đã không học thì thôi, còn bài đã đủ thứ chuyện hết á. Ngày mai anh sẽ kêu tụi nó lên phường
la cho một trận. Đứa nào không nghe lời anh đưa vô trại giáo dưỡng hết.